Hôm nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn với hai nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực của ngành công thương và ngành tài nguyên và môi trường. Phiên chất vấn được tổ chức bằng hình thức trực tiếp tại hội trường và kết nối trực tuyến với các đoàn đại biểu Quốc hội ở các tỉnh, thành phố. Đại biểu Nguyễn Đại Thắng, Phó trưởng đoàn phụ trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên chất vấn các vấn đề thuộc trách nhiệm của hai bộ trưởng. Kính thưa Quốc hội, kính thưa chủ tọa phiên chất vấn, tôi xin gửi đến Bộ trưởng Bộ Công Thương một câu hỏi như sau. Thời gian qua, giá dầu thế giới luôn tăng cao, nguồn cung trong nước bị thiếu hụt do nhà máy lọc dầu Nghi Sơn giảm sản lượng sản xuất. Giá bán xăng dầu của nhiều đại lý có thời điểm không đủ bù chi phí, nên xảy ra hiện tượng một số đại lý, cửa hàng xăng dầu tư nhân găm hàng, treo biển hết xăng, chờ tăng giá. Giá bán lẻ xăng dầu trong nước lên cao nhất trong 8 năm qua, đã ảnh hưởng đến sản xuất, phát triển kinh tế và đời sống của nhân dân. Đề nghị Bộ trưởng có giải pháp như thế nào trong thời gian tới để bảo đảm hài hòa lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và người dân, đảm bảo đủ nguồn cung xăng dầu trong nước. Tôi xin được trả lời câu hỏi của đại biểu Hưng Yên về vấn đề cung ứng xăng dầu. Chúng ta đều biết là trong những ngày qua thì cái giá xăng dầu thế giới tăng đột biến. Lý do cơ bản là bị đứt gãy nguồn cung ở một số cái nước mà có sản lượng lớn, và cái tác động từ cái cuộc xung đột giữa Nga Ukraine thì nó làm cho cái thị trường xăng dầu thế giới đảo lộn. Trong cái bối cảnh ấy thì trong nước chúng ta thì lại gặp những khó khăn bởi cái nguồn cung xăng dầu do nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn. Trước cái tình hình như vậy thì ngay từ đầu tháng 1, Bộ đã rất là chủ động tham mưu cho Chính phủ và trực tiếp chỉ đạo cái hệ thống của mình. Theo đó thì yêu cầu tất cả những cái doanh nghiệp đầu mối có chức năng nhập khẩu kinh doanh xăng dầu phải nhập đủ cái sản lượng mà do cái nhà máy Nghi Sơn thiếu hụt để bảo đảm đủ cái nguồn cung trong nước. Sản lượng dầu chúng ta dùng trong mỗi tháng bình quân khoảng 1,8 triệu đến 1,9 triệu mét khối. Thế mà chúng ta có 3 triệu mét khối ở giữa tháng 2 thì nghĩa là hết tháng 3 mới hết được cái lượng xăng dầu như vậy. Thế và Bộ cũng tiếp tục chỉ đạo các cái doanh nghiệp đầu mối là tiếp tục có kế hoạch nhập khẩu trong tháng 3 vượt với cái sản lượng nhập khẩu bình thường. Mỗi tháng chúng ta nhập khẩu bình thường là có 500.000 khối. Nhưng mà theo chỉ đạo của Bộ thì phải nhập lên gấp 2 lần. Tôi xin gửi đến đồng chí Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường một câu hỏi như sau. Dư luận cử tri nêu việc đấu giá đất tại nhiều nơi có hiện tượng bắt tay ngầm để tạo sóng. Có nhiều trường hợp nhà đầu tư trả giá trên trời rồi âm thầm bỏ cọc. Kết quả chúng đấu giá cao bất thường, gấp nhiều lần giá khởi điểm. Điển hình như vụ đấu giá đất tại khu đô thị mới Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức vừa qua. Từ đó làm nhiễu loạn thị trường, đẩy giá đất các khu vực lân cận lên cao, tạo ra hiện tượng sốt đất ảo, thiết lập mặt bằng giá đất mới khiến quá trình giải phóng mặt bằng, triển khai dự án gặp nhiều khó khăn, gây mất trật tự an ninh xã hội. Đề nghị Bộ trưởng cho biết giải pháp như thế nào trong thời gian tới để khắc phục tình trạng nêu trên. Báo cáo với Quốc hội là cái việc mà đấu giá đất và đặc biệt trong thời gian vừa qua đã nổi lên, không chỉ có thổi giá mà thực tế còn là dìm giá, có mấy nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất nó phải nói là góc độ về pháp luật. Nó đang điều chỉnh bởi các cái luật khác nhau, luật đấu giá, luật đất đai, các cái quy định liên quan đến về tài chính, thuế vân vân. Và trong đó thì có một điều là do nhiều luật nên các quy định nó thiếu cụ thể, kể cả trình tự, phương thức, đặc biệt khi một loại tài sản mà có thể nói là những cái giá trị về tài nguyên này nó khác biệt như là đất đai. Chúng tôi thấy là cái thứ nhất là phải có quy định là phương pháp trình tự để đấu giá đối với đất tài sản là đất đai chặt chẽ hơn. Về góc độ luật đất đai thì mới quy định về cái điều kiện các doanh nghiệp tham gia đấu giá, nhưng mà chưa quy định cụ thể các điều kiện đó cụ thể nào, đặc biệt là vấn đề thể hiện cái năng lực của doanh nghiệp chưa được quy định nó rõ ràng, và kể cả cái tiền gọi là tiền đặt trước, tiền đặt cọc, hoặc là trong trường hợp cái giá mặt bằng, giá khởi điểm với vấn đề mà phát sinh cái giá sau này đấu giá tăng lên nhiều lần thì những cái vấn đề liên quan đến như thế nào là một cuộc đấu giá bình thường, như thế nào là một cuộc đấu giá không bình thường thì cần phải quy định bởi pháp luật. Nó để cho người tổ chức tham gia đấu giá vừa chịu trách nhiệm nhưng vừa có được cái cơ sở pháp lý để mà các điều chỉnh các cái vấn đề đó. Đồng thời phải tăng cường cái kỷ cương trách nhiệm kiểm tra, thanh tra, điều tra đối với các cái vấn đề mà liên quan đến các cơ quan công quyền mà lợi dụng các vấn đề này thì phải xử lý thật nghiêm,